Ngày 27 tháng 11, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, đơn vị nhiều lần kiểm tra các điểm nghi vấn hoạt động kinh doanh mua bán, cho thuê sim trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm. Qua kiểm tra, Công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 hộ kinh doanh và một công ty vì bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền và bán lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao kích hoạt sẵn dịch vụ di động. Với tổng số tiền phạt gần 200 triệu đồng, Công an cũng tạm giữ 147 sim rác các loại. Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng sim rác làm công cụ thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, rửa tiền qua mạng. Các đối tượng phạm tội còn sử dụng sim rác để gọi điện, đe dọa, bôi nhọ danh dự, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức. Vì thế, Công an quận 8 cho rằng cần có giải pháp quản lý chặt chẽ việc kinh doanh sim theo quy định, không để tồn tại tình trạng sim rác.